begin in battle. Lo lắng về tất quá trời luôn, cao quá trời. Thì đời 2017 và đời 2016 thì để Huy quay sơ lược cái ngoại hình nó khác biệt nhau chỗ nào cho các bạn coi ha. Còn chiếc CBR 1027 thì Huy sẽ sớm có clip trải nghiệm chạy thử và đánh giá. Là đời 2017 và chiếc HR hai chiếc 7 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, quay cho các bạn coi đầu đèn này. Dễ dàng nhìn thấy là cái đầu đèn của CBR đời mới á, nó ngầu hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái
goodness. Start some trouble. Let's go.
Witness.
Back. Thank you.
the hero. Thank you.
Vision and Grace. Does most of the work. I just swing it. You are definitely not the hero. Thank you.
Thank you.
Đời 2017 và đời 2016 thì để Huy quay sơ lược cái ngoại hình nó khác biệt nhau chỗ nào cho các bạn coi ha. Còn chiếc CBR 1027 thì Huy sẽ sớm có clip trải nghiệm chạy thử và đánh giá. Là đời 2017 và chiếc HR hai chiếc 7 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, quay cho các bạn coi đầu đèn này. Thì nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái những cái bóng đèn ở trong nó đã là full LED rồi. Bên kia thì vẫn còn là halogen. Đó, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó cơ bắp hơn. Còn CBR đời 2016 thì nhìn nó tròn trịa hơn, cái đường nét nó mềm mại hơn, nó không có góc cạnh sắc sảo bằng là cái thằng đời mới này. Khác biệt lớn nhất vẫn là cái nhìn dễ thấy nhất là cái yên xe này. Thì Huy rất là thích cái yên xe của đời mới, nhìn nó hiện đại hơn. Còn 2016 thì cái nét nó vẫn hơi cổ điển một tí đó, yên xe nó vuông vức, các bạn thấy không? Rồi đồng hồ thì Huy cho anh mượn chìa khóa xe. Đồng hồ bản 2016 bữa mình có chạy thử rồi á, thì nó vẫn còn là analog á các bạn, chưa có màn hình màu. Còn đồng hồ bên đây nè thì người ta đã là màn hình full màu rồi. Got this.
this. I will use you well. Roll.
witness. Let the screams begin. Thank you.
start some trouble. Back. I bring swift death. Prepare to die. This work isn't for outlaws. Happiness.
start some trouble.
precision and grace. Swift death. Huh?
2017 và đời 2016. Để Huy quay sơ lược cái ngoại hình nó khác biệt nhau chỗ nào cho các bạn coi ha. Còn chiếc CBR 1027 thì Huy sẽ sớm có clip trải nghiệm chạy thử và đánh giá. Là đời 2017 và chiếc HR 2007 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, Huy quay cho các bạn coi đầu đèn này. Thì dễ dàng nhìn thấy là cái đầu đèn của CBR đời mới á, nó ngầu hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái những cái bóng đèn ở trong nó đã là full LED rồi. Bên kia thì vẫn còn là halogen. Đó, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó cơ bắp hơn. Còn CBR đời 2016 thì nhìn nó tròn trịa hơn, cái đường nét nó mềm mại hơn. Nó không có góc cạnh sắc sảo bằng là cái thằng đời mới này. Khác biệt lớn nhất vẫn là cái nhìn dễ thấy nhất là cái yên xe này. Thì Huy rất là thích cái yên xe của đời mới. Nhìn nó hiện đại hơn. Còn 2016 thì cái nét nó vẫn hơi cổ điển một tí. Đó, yên xe nó vuông vức, các bạn thấy không? Rồi đồng hồ thì Huy cho anh mượn chìa khóa xe. Đồng hồ bản 2016 á, bữa mình có chạy thử rồi á, thì nó vẫn còn là analog á các bạn, chưa có màn hình màu. Còn đồng hồ bên đây nè thì người ta đã là màn hình full màu rồi. Là đời 2017 và chiếc HR 2007 và chiếc HRC này là đời 2016. Thì hôm bữa Huy đã có chạy thử, có clip chạy thử cho các bạn xem rồi á. Thì ở đây mình nhìn thử sơ lược cái ngoại hình của nó ha. Thì đó, các bạn nhìn sơ lược cái đầu đèn này, quay cho các bạn coi đầu đèn này. Thì dễ dàng nhìn thấy là cái đầu đèn của CBR đời mới á, nó ngầu hơn và nhìn nó hiện đại hơn rất là nhiều. Và cái những cái bóng đèn ở trong nó đã là full LED rồi. Bên kia thì vẫn còn là halogen. Đó, nhìn nó góc cạnh, nhìn nó cơ bắp hơn.
Còn CBR đời 2016 thì nhìn nó tròn trịa hơn, cái đường nét nó mềm mại hơn, nó không có góc cạnh sắc sảo bằng cái thằng đời mới này. Khác biệt lớn nhất vẫn là cái nhìn dễ thấy nhất là cái yên xe này, thì Huy rất là thích cái yên xe của đời mới, nhìn nó hiện đại hơn. Còn 2016 thì cái nét nó vẫn hơi cổ điển một tí, đó yên xe nó vuông vức, các bạn thấy không? Rồi đồng hồ thì Huy cho anh mượn chìa khóa xe. Đồng hồ bản 2016 á, bữa mình có chạy thử rồi á, thì nó vẫn còn là analog á các bạn, chưa có màn hình màu. Còn đồng hồ bên đây nè thì người ta đã là màn hình full màu rồi.
comes